Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, đối tượng đã lạnh lùng dùng dao sát hại 4 người trong một gia đình một cách dã man. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào rừng, gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh, điều tra truy bắt thủ phạm của cơ quan chức năng. Vụ án xảy ra đã gây rúng động dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, bởi nơi xảy ra án mạng là địa bàn biên giới. Tuy nhiên, với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An với sự tăng cường của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã tiến hành điều tra bắt giữ được thủ phạm, trả lại sự bình yên cho vùng đất miền núi biên giới miền Tây xứ Nghệ. Chuyên mục Hành trình phá án tuần này xin chuyển đến các đồng chí và các bạn những diễn biến chính trong quá trình truy bắt đối tượng. Một ngày như bao ngày bình thường đối với bà con dân tộc Tày Bọ, bản Phòng, xã Tam Mập, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Ít ai ngờ rằng, ở một mảnh đất hẻo lánh giáp biên giới Việt-Lào, một vụ án kinh hoàng đã xảy đến, gây hoang mang lo sợ cho dân bản. Ngày 2 tháng 7 năm 2015, như thường lệ, anh Vi Văn Hoài, một người dân bản Phòng, lại mang lưới ra con suối trong ngôi rừng C5 cánh tả cạnh bản để đánh cá. Trong khi đang thả lưới, anh Hoài bàng hoàng phát hiện một thi thể phụ nữ nằm bên suối. Sau một lúc định thần, tĩnh trí, tiếp tục đi ngược lên đầu nguồn, anh nhìn thấy xác của hai mẹ con đang úp mặt xuống suối. Quá kinh hãi, anh Hoài chạy lên bờ thì lại phát hiện một xác người đàn ông nằm bên cạnh chiếc chòi canh nương. Kinh hãi trước cảnh tượng vừa nhìn thấy, anh Hoài vứt bỏ tấm lưới lại, chạy về báo lên công an xã Tam Hợp. Bữa đó em đi thả lưới là sau bố đi trước, bữa đó là bố là nói chả có đạo thấy một xác người ở đấy. Sau bố nói cho em là nói lên gọi mấy ông đoàn xuống xem. Sau em chạy lên trước bố, bữa đó lên em là thấy một xác, được em thấy chắc hai xác. Dạ, nằm canh bờ suối. Khoảng 5 giờ chiều thì nghe tin của quân chủ nhân dân báo thì trong đó một tôi cũng chạy vào thì trong bản thì là một chỉ huy lực lượng vừa dân quân vừa là dân thì vào là trải hiện trường rồi là sau đây là cái kết quả đây là đi bước đầu thì họ báo ra là đầu tiên thì họ báo là có hai người thôi, đây là họ vào đây là cử vào thực tế thì họ báo ra là có 4 mạng ở trong hiện trường. Sau một tôi là cũng tập trung với lực lượng, với lực lượng công an quân sự và trong kia đó là bố trí quân chủ nhân dân rồi là bảo vệ hiện trường. Tiếp nhận nguồn tin, một mặt lực lượng công an xã tổ chức xuống hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng, mặt khác báo cáo sự việc lên công an huyện Tương Dương. Đã điện báo công an các tỉnh, đơn vị nghiệp vụ xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra. Nhận được tin báo từ công an huyện Tương Dương và chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh, chuyên án 715G được xác lập. Với lực lượng chủ chốt là các trinh sát điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An. Một tổ công tác của Tổ công tác điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập tức xuất phát lên xã Tam Hợp trong chiều ngày 2 tháng 7. Xã Tam Hợp là địa bàn giáp danh biên giới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, địa hình rừng núi hiểm trở. Từ quốc lộ 7A muốn vào trung tâm xã, phải đi theo con đường đất dài hơn 17 km, đèo dốc quanh co. Cách chưa đầy 5 km, từ trung tâm xã Tam Hợp, men theo con đường mòn núi rừng ngoằn ngoèo. Bản Phòng như lọt thỏm giữa núi rừng, bên khe cặt và bao bọc chung quanh bởi trùng điệp dãy trường sơn cao ngất. Hầu hết người dân Bản Phòng đều là đồng bào Tày Pọp, trong khi địa điểm xảy ra vụ án thuộc khu vực dẻo cao của xã, dân cư thừa thớt. Từ trung tâm Bản Phòng muốn vào hiện trường vụ án mất hơn 1 giờ đi bộ đường rừng. Với các lực lượng tham gia phá án, thì khó khăn của địa bàn không thôi
cũng đã ảnh hưởng lớn đến công tác điều tra, xác minh phục vụ cho quá trình phá án. Còn đối với bà con dân bản, do ít đất sản xuất nên người dân nơi đây có tập quán vào rừng phát rẫy trồng lúa. Họ dựng lán bằng tre nứa để ở mỗi năm vài tháng, có gia đình ở nhiều tháng để bám đất canh tác. Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra, nhiều người dân sinh sống trong rừng hết sức sợ hãi. Họ không dám lên nương hay lại gần khu vực án mạng. Tâm lý lo sợ, bất an. Khi thấy vụ án kinh hoàng xảy ra, một bầu không khí u ám bao trùm cả bản là những gì đang diễn ra với người dân bản Phồng. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, các trinh sát điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết đối tượng gây án để lại. Thế nhưng, tại địa bàn xảy ra án mạng, liên tục mấy ngày trời đổ mưa tầm tã, làm cho công tác thu thập dấu vết, chứng cứ như đánh đố lực lượng chức năng. Vụ án này xảy ra trong khu vực rừng sâu, nơi bà con sản xuất làm nướng rẫy. Từ bản vào đi bộ khoảng cả tiếng đồng hồ và trong này rất là khó khăn, kể cả liên lạc không có sóng điện thoại. Anh em phải hàng ngày, gần như ngày nào các đồng chí và các anh em trong đơn vị cũng phải đi bộ hàng chục cây số để thu thập thông tin. Và đã qua hàng chục ngày, ngày nào cũng giống nhau, anh em cũng phải tiến hành đi thu thập tài liệu. Việc này nó thể hiện tinh thần quyết tâm của anh em để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận thấy, tại hiện trường, nạn nhân Lo Văn Thọ chết ở lán của gia đình với 3 vết chém sâu ở cổ và mặt. Cách thi thể anh Thọ hơn 50 mét tại bờ suối là thi thể bà Viên Thị Dương, mẹ anh Thọ. Xuôi theo bờ suối 30 mét là thi thể chị Lê Thị Yến, vợ anh Thọ, nằm sấp với 3 vết chém trên cổ. Trên lưng chị Yến đang đựng con trai 8 tháng tuổi, cũng đã tử vong. Song song với công tác nghiệp vụ tại hiện trường vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tổ chức họp bàn phương án, đồng thời tăng cường thêm lực lượng nắm bắt hiện trường, truy tìm manh mối dù là nhỏ nhất. Trước đó thì công an huyện Tương Dương đã được chúng tôi huy động vào hiện trường để tiến hành công tác bảo vệ hiện trường để phục vụ quá trình điều tra khám nghiệm hiện trường. Và trong đêm hôm đó, trong buổi chiều hôm đó thì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng PC54 đã ngay lập tức lên đường đến Tương Dương, là lúc đấy cũng 90 giờ đêm 11, do cái điều kiện địa hình nên là anh em nghỉ lại, và sáng mai là 4 giờ sáng là bắt đầu hành quân vào hiện trường để thực tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, nhận định. Từ khi công tác khám nghiệm để có những cái nhận định ban đầu trong cái quá trình điều tra vụ án ở bản Phồng, Tương Dương. Công việc điều tra gặp nhiều khó khăn vì nơi xảy ra án mạng là rừng sâu, không có người chứng kiến. Cũng như bao hộ khác trong bản, gia đình nạn nhân Lo Văn Thọ thường vào rừng dựng lán làm nương rẫy, có khi cả năm không về bản, kể cả Tết, nên khó xác định manh mối quan hệ. Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Công an và các cục nghiệp vụ để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra làm rõ vụ án. Trong các ngày mùng 3 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 7, hàng chục cuộc họp bàn, phương án của Ban chuyên án đã được tổ chức. Công an Nghệ An đã huy động 60 điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm, năng lực để tập trung đấu tranh làm rõ vụ án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và sự hỗ trợ của lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, quyết tâm tìm ra manh mối làm rõ vụ án. Toàn bộ ban chuyên án đã tập trung lên nó từ thời điểm cao nhất cho đến 60 cán bộ điều tra viên, trinh sát viên, cũng như mà lãnh đạo công an tỉnh là trực tiếp đồng chí Nguyễn Hữu Câu, giám đốc công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Hải, phó giám đốc, và toàn bộ ban chuyên án từ trưởng ban đến các phó ban là phải tập trung lực lượng để tập trung điều tra. Dù đã điều động nhiều lực lượng cùng tham gia phá án, nhưng do tính chất vụ án phức tạp, địa bàn xảy ra lại là nơi biên giới giáp Lào, rừng núi hiểm trở nên chưa có kết quả. Thì ban chuyên án đã dừng lên một số đối tượng là người
dân tộc Pòng trong bản phòng, từ cái trình độ nhận thức, từ cái biến động hiện trường, không có một người nào phát hiện ra được cái hiện trường này. Mọi cái biến động hiện trường là dừng lên không được. Trình độ dân trí thấp, tiếng nói không phù hợp, bất đồng về ngôn ngữ, cho nên cái quá trình điều tra thu thập gặp rất nhiều khó khăn. Hai tuần sau khi vụ thảm án xảy ra, manh mối về đối tượng gây án vẫn chưa rõ ràng. Các trinh sát vẫn bám hiện trường. Nhiều chốt chặn được lập ra nhằm truy bắt kẻ gây án. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, ban chuyên án nhận định hung khí gây án là loại dao phay bản to, dùng để đi phát rẫy. Vết chém sâu nên chỉ có người khỏe mạnh mới thực hiện được. Theo thông tin thu thập được từ người dân bản Phòng, anh Lo Văn Thọ là một người hiền lành, sống khép kín và không có mâu thuẫn với ai. Gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất của bản. Qua cái khảo sát cái tại hiện trường thì chúng tôi thấy rằng là một là ở cái địa bàn này thì tại cái rẫy canh tạc của bản Phòng thì nếu như mà có một đối tượng hung thủ gây án thì là chỉ có hai con đường rút, một là con đường rút ra bản Phòng, hai nữa là đi từ canh tạc đi sang bến Pha Lõng và từ Pha Lõng sang Hồi Tụ, Hồi Sơn và sang Nầm Càng, Kỳ Sơn. Thì cái quãng đường mà từ canh tạc sang đến Nầm Càng, Kỳ Sơn nó mất hơn 4 tiếng đồng hồ đi bộ. Thì qua đó chúng tôi nhận định rằng là chỉ có đối tượng ở trong cái vùng rẫy canh tạ rột rẹt rồi bản nóng là đối tượng gây án nằm trong cái vùng đó. Khu vực xảy ra án mạng không có sóng điện thoại đã gây khó khăn cho lực lượng phá án phối hợp với nhau. Nhưng dù khó khăn, ban chuyên án vẫn đặt quyết tâm tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất. Đây là một địa bàn giáp biên giới, địa hình khó khăn hiểm trở, từ thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương đi vào bản Phòng, xã Tam Hợp bằng ô tô cần 2 giờ đồng hồ. Sau đó từ bản Phòng phải đi bộ vào hiện trường, mất khoảng 1 giờ 30 phút nữa. Đường đi rất dốc, phải qua nhiều khe suối, trời mưa không thể vào hiện trường được. Cán bộ chiến sĩ tham gia phá án phải ăn lương khô, uống nước suối. Tuy nhiên, những khó khăn này chưa thấm vào đâu. Khó khăn nhất, vất vả nhất của anh em là không hiểu được tiếng bản địa. Ngay cả những người dân tộc Thái, dân tộc Mông, Khơ Mú cũng không biết tiếng bản địa của người Tày Bọ. Chính vì thế mà khó khăn về mặt vật chất không có gì trở ngại. Trở ngại nhất, vất vả nhất vẫn là nghe tiếng của họ để thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ của vụ án. Bằng mặt chính xác của mình thì tôi cũng gặp đồng chí Khải trong đồi trong án thì đã để được các cái tranh, biết được rằng ở Gia Trạch có 3 cái tranh nhưng không có quả. Qua cái quá trình cùng sinh sống, cùng ăn, cùng ở, sinh hoạt với họ thì chúng tôi để ý những đối tượng Vi Văn Hai, tức Vi Văn Mạnh có nhiều khả năng gây án. Đối tượng này chúng tôi để ý nhiều nhất. Bằng mắt chính xác của chúng tôi thì chúng tôi đã gom góp tài liệu và đặc biệt chú ý đến đối tượng này là đối tượng có khả năng cao gây án nhất. Hai tuần sau vụ thảm sát, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra hung thủ. Điều này khiến người dân nơi đây lo sợ, không dám vào rừng một mình. Bản Phòng nhiều đêm mưa như chút. Những trưa nắng chói chang, bất chấp những khắc nghiệt dữ dằn, trốn thâm sơn cùng cốc. Không chỉ trèo đèo lội suối, lật tìm manh mối vụ án, quyết tâm đưa thủ phạm ra ánh sáng. Mà những ngày ở Tam Hợp, lực lượng điều tra còn phối hợp với bộ đội biên phòng Tam Hợp làm tốt công tác tư tưởng an dân. Bởi vụ việc 4 người trong gia đình ông Lo Văn Thọ bị sát hại khiến nhiều hộ dân dẻo cao hoang mang, lo sợ. Bên cạnh lực lượng trinh sát bám sát địa bàn Tam Hợp, các mũi chủ công của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội với sự phối hợp của các điều tra viên Bộ Công an đã không bỏ qua chi tiết nào dẫn đến manh mối của tội phạm dù là nhỏ nhất. Khi mà chúng tôi thu thập tài liệu hàng trăm người như thế thì khi chúng tôi đang hỏi người này thì người ta nói bằng tiếng Việt, nhưng khi mà có một người dân bản đi qua nói một cái gì đó nội dung gì đó bằng tiếng Tây Vong thì chúng tôi cũng không hiểu được. Thì là
người đấy lại quay lại nói là ta không biết nữa. Thì một ghi lời khai hàng trăm người, nhưng một người có khi chúng tôi phải ghi đến 5-6 lần, mà chúng tôi phải di chuyển từ bản phòng vào trong cái rẫy canh tà đấy, là mỗi lần như thế đi hết khoảng 1 tiếng rưỡi, có hôm trời mưa là chúng tôi đi hết 2 tiếng đồng hồ. Này là cùng là những cái khó khăn vừa về địa hình vừa cái tiếng của người Tây Vọng. Thì đồng chí giám đốc cũng chỉ đạo tìm một người biết tiếng Tây Vọng để vào đó giúp cho cơ quan điều tra. Nhưng mà qua cái khảo sát thì cái vùng đấy chỉ có mỗi cái bản đấy là có người Tây Vọng. Cái điểm đột phá thì nó có nhiều điểm đột phá lắm, chứ không phải từ những quả chanh từ những quả chanh để chúng tôi chứng minh rằng Vi Văn Hai có mặt tại hiện trường. Vì trong khu vực hiện trường có 2 cây chanh, một cây chanh ở sát nhà anh Lo Văn Thọ và một cây chanh ở suối dưới suối, thì ở 2 cây chanh này đều có quả, và những quả chanh này là nó có ở tại nhà Vi Văn Tiệp, là bố đẻ của Vi Văn Hai. Sau này chúng tôi chứng minh được là sau khi Vi Văn Hai đi bật chanh hải chanh ở vườn nhà anh Lô Văn Thọ, khu vực C5 Cành Đạ, thì về có mời những người đến giúp việc cho nhà ông Vi Văn Tiệp, tức là bố đẻ của Vi Văn Hai, ăn chanh. Các mũi trinh sát sau khi ghi nhận dấu vết, thu thập tài liệu chứng cứ từ những người biết sự việc, đã dựng lại toàn bộ di biến động của người dân trong vùng hay đi qua lại địa bàn. Trong số những đối tượng đặt vào vòng nghi vấn của ban chuyên án, những bất thường trong di biến động của một thanh niên tên là Vi Văn Hai, có tên gọi khác là Vi Văn Mầm, sinh năm 1995, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, khiến các trinh sát đặt anh ta là một trong những nghi can chính. Trong quá trình điều tra về các hành vi của Vi Văn Hai, trinh sát thu thập được thông tin vào trưa ngày 2 tháng 7, trong bữa tiệc liên hoan tại nhà bố đẻ, Hai bỏ dở cuộc rượu đi ra ngoài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, nam thanh niên này có mang về vài quả chanh đưa cho mọi người. Đây là thông tin giúp các thành viên ban chuyên án củng cố thêm niềm tin rằng quá trình điều tra đang đi đúng hướng. Do cái đặc tính của người đồng bào dân tộc Bào này, họ rất ít tiếp xúc với cả dân tộc khác, đặc biệt là đi ra vùng thị trấn thị tứ của huyện Tương Dương lại càng không ra. Khi chúng tôi đang tiến hành gặp gỡ các cái nhân chứng ở trong các cái bản, trong các cái bản làm rẫy, cái rẫy của bản Phong, thì chỉ cần có một người lớn đi qua nói một câu tiếng của người Bò, thì tất cả những người mà chúng tôi đang làm việc, họ đều đồng thanh trả lời là không nhớ. Tức là họ không nhớ cái gì cả. Cho nên gặp rất nhiều khó khăn. Có những người mà có thể biết một chút việc nào đấy, một tí việc nào đấy có liên quan vụ án này, chúng tôi phải ghi đến 4 ngày. Điều tra viên của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và các đơn vị khác trực tiếp tham gia phải làm việc với họ đến 4 ngày để làm công tác, tốt công tác tư tưởng. Thì lúc đó họ mới trình bày cho ta được. Tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ thu thập được, ban chuyên án có đầy đủ căn cứ xác định Vi Văn Hai là đối tượng gây ra vụ thảm sát tại bản Phồng. Và sau 17 ngày kiên trì, lần theo những manh mối dù là nhỏ nhất, 18 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 7 năm 2015, lệnh bắt khẩn cấp Vi Văn Hai được thực hiện. Theo lời khai của Vi Văn Hai, vào trưa ngày 2 tháng 7, gia đình anh ta nhờ một số người trong bản đi kéo gỗ về để dựng nhà. Cùng ngày, hai tổ chức liên hoan cảm ơn mọi người đã tới giúp. Khi làm cơm, do thiếu chanh, thanh niên này đi tới gần khu lán của anh Lo Văn Hai, hái quả. Có được chanh, hai vào lán của anh Thọ xin muối ăn. Tại đây, hai xảy ra mâu thuẫn và có chửi nhau với anh Thọ. Mẹ anh Thọ là bà Dương, nghe vợ chồng chị Yến cãi vã, liền đi lên can ngăn rồi bỏ ra khe suối tắm. Sau đó chị Yến cùng con rời lán bỏ ra suối gần nhà. Hai và Thị trong lán một lúc tiếp tục mâu thuẫn. Đối tượng dùng chính con dao cắt chanh mượn của gia đình nạn nhân, chém anh này rơi xuống đất. Trên đường đuổi theo chị Yến, Thọ phát hiện bà Dương đang tắm, đã tới cứa cổ nạn nhân. Chị Yến sợ hãi bỏ chạy, bị vấp hàng rào ngã. Hải đuổi tới, dùng dao cứa cổ hai mẹ con nạn nhân, chết ngay trên bờ suối.
Sau khi gây án, đối tượng bỏ về nhà. Sau khi cất giấu hung khí, đối tượng thản nhiên lên rừng làm rẫy. Tuy nhiên, trong quá trình đấu tranh, Hai luôn khai báo gian dối về nơi cất con dao mà hắn sử dụng để gây án. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra khi truy tìm vật chứng là hung khí gây án. Ngày 20 tháng 7, một ngày sau khi đối tượng Vi Văn Hai bị bắt, cơ quan điều tra đã tìm thấy được con dao gây án cách hiện trường vụ án khoảng 500m. Trước đó, nghi can đã nhiều lần thay đổi lời khai về địa điểm vứt hung khí gây án, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ các điều tra viên đưa ra, đối tượng Vi Văn Hai đã cúi đầu thành khẩn nhận tội. Thành công của ban chuyên án ở đây là đã điều tập trung điều tra làm rõ thủ phạm, làm rõ cái hành vi giết người của Vi Văn Hai, tức Vi Văn Mang, và đã làm cho cái tình hình an ninh nông thôn, an ninh vùng biên giới được lập lại, củng cố cái lòng tin của quần chúng nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với đảng, chính quyền và lực lượng công an nhân dân. Với chiến công xuất sắc trên, tại buổi họp báo, Bộ Công an đã trích quỹ phòng chống tội phạm, trao thưởng mỗi đơn vị phá án 10 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trích ngân sách tỉnh từ nguồn quốc phòng an ninh, trao thưởng các đơn vị tham gia phá án thuộc Bộ Công an 100 triệu đồng, các đơn vị phá án của tỉnh Nghệ An 100 triệu đồng và Bộ đội Biên phòng Tam Hợp 50 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng trao thưởng 20 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 12 tháng 8 năm 2015, tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ án mạng làm chết 4 người trong một gia đình. Nghi phạm được xác định là Đặng Văn Hùng, 27 tuổi, người cùng xã. Sau khi gây án, đối tượng đã trốn vào rừng sâu, mang vũ khí nóng và bắt theo một con tin. Sau 63 giờ băng núi vượt rừng, với sự vào cuộc của tập thể chỉ huy và các trinh sát dày dặn kinh nghiệm, bằng ý chí và quyết tâm, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn trong rừng sâu. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn đồng hành cùng với hành trình phá án này. Mười sáu giờ ngày 12 tháng 8 năm 2015, khi cán bộ chiến sĩ chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc căng thẳng, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nhận được điện báo tại thôn 16, xã Lâm Giang xảy ra vụ án mạng làm chết 4 người. Ngay lập tức, Công an huyện triển khai xuống địa bàn bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ ban đầu, đồng thời báo cáo vụ án lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay lập tức nhưng cũng hết sức thận trọng. Ngay sau khi nhận tin báo thì ngoài cái việc là huy động lực lượng thì tôi cũng đồng thời điện báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh, đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và báo cáo phòng PC45 công an tỉnh, và đồng thời điện chỉ đạo lực lượng công an xã lên trực tiếp bảo vệ hiện trường và nắm tình hình trước khi tổ công tác của công an huyện lên. Công tác nắm tình hình ban đầu cho biết bốn nạn nhân là người trong một gia đình, bao gồm anh Trần Văn Long, 32 tuổi, vợ anh Long là chị Phạm Thị Hoa, 20 tuổi, con Trần Văn Tuyền, 2 tuổi và một người em vợ của anh Long là Phạm Thị Hà, 15 tuổi, đều trú tại thôn Cài, xã Lâm Giang. Việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn, từ Ủy ban Nhân dân xã Lâm Giang và đến thôn Cài khoảng 6 km đường rừng. Ngoài đi xe máy, anh em còn phải đi bộ, sau đó vượt qua suối. Trong khi đó, sự bất đồng về ngôn ngữ cũng là một trong những khó khăn cho Công an tỉnh Yên Bái trong quá trình điều tra, khám phá vụ án. Hiện trường vụ án là khu vực dãy núi Trần Voi, xung quanh là những quả đồi thấp. Vào khoảng những năm 1980, người dân đến khai hoang, trồng sắn. Do quá hoảng loạn, bố mẹ nạn nhân không cung cấp được nhiều thông tin.
Mặc dù hiện trường vụ án cũng như các vật chứng bị xáo trộn khá nhiều do người dân bản hiếu kỳ đến xem rất đông, nhưng các điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Yên Bái không hề nản chí. Từng vết máu, cành cây được soi xét kỹ lưỡng. Tại hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được một con dao phát nương, một đôi dép tổ ong và rất nhiều bước chân dẫm nát nương lạc mới lên mầm. Tài sản của vợ chồng anh Long không hề mất. Chiếc điện thoại trên tay nạn nhân Hòa còn nguyên. Hàng trăm người dân chứng kiến tại hiện trường đều hết sức căm phẫn trước hành động dã man của hung thủ. Sức ép dư luận đặt ra với cơ quan điều tra phải nhanh chóng giải mã vụ án, ổn định tình hình an ninh trật tự. Bởi cái chết hết sức thương tâm của gia đình anh Long, chị Hòa lại xảy ra vào thời điểm nhạy cảm trước một địa bàn người dân vốn hiền lành, lương thiện. Một đồn 10, 10 đồn trăm và cứ như vậy người ta kháo nhau về vụ thảm sát và kẻ thù ác man dợ đang còn bỏ trốn. Lúc đó tôi đã chỉ đạo phòng PC45 và phòng PC54, trong đó phòng PC45 là tăng cường luôn lực lượng trinh sát xuống để cùng với công an huyện Văn Yên và chính quyền xã để tiếp tục nắm tình hình và tổ chức xác minh ngay và truy bắt đối tượng. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên loại bỏ khả năng giết người do cướp tài sản. Cùng đó, dựa vào hung khí và cách thức di chuyển, một lần nữa khẳng định hung thủ còn trẻ tuổi, là người địa phương và có quen biết với nạn nhân. Bởi một lẽ, khi chết, nạn nhân Hoa có bị chém đằng sau gáy và không trong tư thế phòng bị. Từ nhận định này, tất cả thanh niên từ độ tuổi 14 đến 40 trên địa bàn xã được ra soát, dò hỏi, phương thức điều tra này làm nổi lên một đối tượng. Qua lời khai của một số người chứng kiến biết sự việc thì chúng tôi đã xác định được nhanh được đối tượng gây án là Đặng Văn Hùng, sinh năm 1989, ở thôn Cài, tức là thôn 16, xã Lâm Giang. Các tình tiết của vụ án và danh tính tên sát nhân được báo cáo lên ban giám đốc công an tỉnh. Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, công an tỉnh Yên Bái đã thành lập ban chuyên án với sự tham gia của các đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an huyện Văn Yên cùng một số đơn vị chức năng khác do Thiếu tướng Đặng Chiến Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban chuyên án. Tất cả các trinh sát được tung ra trên toàn bộ địa bàn. Để xác minh lại chính xác, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm được chỉ đạo áp sát nhà đối tượng Đặng Văn Hùng để nghe ngóng, phản ứng từ phía gia đình. Cùng lúc này, cơ sở báo về, chiều ngày xảy ra thảm án, đối tượng Hùng đã về gia đình vung dao dọa giết mẹ, sau đó đem theo 4 khẩu súng kíp đi về lán nương. Tất cả các dấu vết đều đưa về kết luận chính, Đặng Văn Hùng là kẻ gây án. Tuy nhiên, mục đích gây án của Hùng vẫn chưa rõ ràng, vì lý do gì mà hắn lại ra tay dã man với cả 4 người trong một gia đình. Ban chuyên án đã vận động gia đình Đặng Văn Hùng gọi điện thoại nhưng đối tượng đã tắt máy. Bố Hùng cũng cho biết, hôm trước hắn và anh Long có tranh chấp về nguồn nước làm nương. Hùng cho rằng gia đình anh Long đã chặn nguồn làm cho nước không chảy đến nương sắn. Hai bên có lời qua tiếng lại. Từ những chứng cứ trên, ban chuyên án khẳng định chính Đặng Văn Hùng là hung thủ gây ra vụ án cực kỳ nghiêm trọng dẫn đến cái chết của 4 người. Hắn đã bỏ trốn khỏi địa bàn và mang theo vũ khí nóng.
Ngay trong ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Văn Yên, Công an huyện Lục Yên, địa bàn giáp danh hiện trường vụ giết người, cho toàn bộ lực lượng phối hợp với công an xã để tìm kiếm đối tượng Đặng Văn Hùng. Cùng lúc này, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, trực tiếp dẫn quân lên Yên Bái, mang theo nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại, tiên tiến nhất để hỗ trợ Công an Yên Bái phá án, truy bắt tên sát nhân máu lạnh trong thời gian nhanh nhất có thể. Sau khi tiến hành rà soát thì với khả năng tôi nhận định thì đối tượng chưa ra khỏi khu vực hiện trường. Thế và nhận định của chúng tôi là đối tượng chỉ ở xung quanh khu vực rừng núi và trong hiện trường. Vì là và cái khu vực này thì chưa có sóng điện thoại, đối tượng chưa có bất cứ một cái sự liên lạc gì đối với gia đình cả. Cho nên là buổi chiều ngày hôm 13 chúng tôi tiếp tục tăng cường 3 mũi công tác và tiến hành vào rà soát đi dọc theo các suối và các khe và nơi đối tượng có khả năng ẩn nấp. Địa bàn tên sát nhân bỏ trốn là một cánh rừng phòng hộ rộng lớn, khó đi nên lực lượng truy đuổi được triển khai chốt chặn tại những con đường trọng yếu mà đối tượng bắt buộc phải đi qua. Ba mũi trinh sát tăng cường được chia theo nhiều hướng khác nhau. Một mũi dọc theo các khe suối nơi đối tượng có thể dùng làm đường tẩu thoát và dễ dàng xóa dấu vết cũng như kiếm thức ăn. Một mũi trinh sát phục kích trên đỉnh núi Con Voi, chia cách huyện Lục Yên và Văn Yên. Nhiều khi hết thức ăn, các chiến sĩ phải hái quả rừng ăn tạm cho qua cơn đói để tiếp tục bám trụ. Ban chuyên án cũng nhận định đối tượng Đặng Văn Hùng có thể vượt qua dãy núi Con Voi sang đất Lục Yên, có thể đi sang Lào Cai, nơi từng có thời gian hắn làm ăn để lẩn trốn, còn vượt biên sang Trung Quốc. Từ nhận định này, Công an Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai bố trí lực lượng mật phục nhiều lớp ở khu vực giáp danh hai tỉnh và biên giới Việt Trung. Cùng với đó, một mũi trinh sát với sự hỗ trợ của công an xã xẻ dọc cánh rừng để truy tìm dấu vết cũng như sang đất huyện Văn Yên và cũng có thể sang cả Lào Cai đón lõng hung thủ, phòng khi hắn vượt được vòng vây của các tổ công tác kia. Để bắt kẻ giết người dã man phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, ổn định lòng dân, toàn bộ chiến sĩ ban chuyên án quyết tâm cao độ, đôi khi những bữa ăn phải nấu nhanh tại rừng. Đây. Cơm gì chứ đi xong. Mấy mấy bà thổi chéo này. Tăng nồi cơm à? Đây nồi cơm đây. Chết chín. Sao không có bát cơm mà uống chút. Vì nhận định của chúng tôi thì đối tượng đi khi đi thì không có mang theo lương thực gì, chỉ có mang theo một con dao. Thế cho nên là đối tượng thế phải đến những cái nơi thuận tiện hoặc là những cái lán của người dân làm nương thì để đối tượng kiếm ăn và nghỉ. Nhận định của ban chuyên án là đối tượng sẽ phải tìm đến khu có người dân sinh sống để trộm đồ ăn. Phòng công tác chính trị Công an tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho ban giám đốc gửi ảnh của đối tượng Đặng Văn Hùng và con tim Hùng bắt theo là Nguyễn Thị Hán lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ảnh của đối tượng cũng được gửi vào điện thoại của tất cả lực lượng tham gia truy bắt để sẵn sàng cho người dân nhận diện trong quá trình đi trinh sát, nắm tình hình. Tuy nhiên, sau 2 ngày truy lùng gắt gao với tất cả các lực lượng sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhưng dấu tích của kẻ thù ác vẫn chưa xuất hiện. Không khí căng như dây đàn, áp lực đè nặng lên ban chuyên án. Bản thân tôi cũng vẫn có ý kiến và với quan điểm của tôi vẫn nêu ra là đối tượng vẫn có khả năng là vẫn ở khu vực đó. Thế và đến ngày 15 thì tiếp tục là sau khi mà là quyết định là tăng cường nốt ngày 15 nếu như không phát hiện ra đối tượng
thì sẽ bố trí lực lượng chuyên môn, tức là công an và cơ động để tiến hành càn quét trong rừng. Chứ lúc này tại thời điểm này thì sẽ không sử dụng lực lượng dân quân nữa. Thì chúng ta là trong 2 ngày, ngày 13 và 14, thì, 14 và 15 thì chúng ta sử dụng lực lượng dân quân và lực lượng rất đông. Cho nên là xác định là nếu như trong ngày 15 là ngày quyết định, về báo công chí là tại cuộc họp báo hôm 13 thì đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh cũng như đồng chí giám đốc công tỉnh đã hứa trước với lại nhân dân cũng như là các báo là lực lượng công an tỉnh Yên Bái quyết tâm bắt giữ đối tượng trước ngày 19 tháng 8. Tưởng chừng phải dùng toàn bộ lực lượng cơ động để truy bắt thì ban chuyên án nhận được nguồn tin từ cơ sở báo về. Trong quá trình vào bản nắm tình hình, anh Hoàng Văn Dơn, công an viên xã Khánh Hòa, huyện Văn Yên, đến gia đình bà Nguyễn Thị Trình. Sau khi xem ảnh đối tượng, bà Trình khẳng định chính là đối tượng bà đã gặp lúc tờ mờ sáng khi hắn mò xuống bản định trộm đồ ăn. Bản thân tôi đã trực tiếp là báo công an huyện để cho lãnh đạo huyện để trực tiếp là triển khai và lực lượng để xuống tại địa bàn thôn 2 xã Khánh Hòa để vây bắt tội phạm. Người dân cung cấp thông tin, hai đối tượng đã chạy xuống khu vực khe suối Hình Lập, lực lượng truy bắt chia làm nhiều mũi, tạo thế khổng kim khép kín vòng vây, quyết không để đối tượng chạy thoát. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng, lực lượng chức năng phát hiện Đặng Văn Hùng đang kéo theo con tin bò chạy xuống chân núi. Tổ truy bắt đã đợi sẵn ở phía dưới, khi Hùng vừa chạy tới nơi đã bị tóm gọn. Ngay lập tức, đối tượng Đặng Văn Hùng được dẫn giải về trụ sở công an tỉnh Yên Bái. Trực tiếp thiếu tướng Đặng Chiến Chiêu, giám đốc công an tỉnh lấy lời khai ban đầu. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đặng Văn Hùng thừa nhận chính y là hung thủ gây ra cái chết của 4 người nhà anh Trần Văn Long. Theo lời khai của Hùng, chiều ngày 12 tháng 8, hắn mang theo hai con dao lên khu lán làm nương tìm anh Long để nói chuyện nương rẫy. Tại đây, hắn và anh Long xảy ra xô xát. Nạn nhân yếu thế nên bỏ chạy. Hùng cầm dao đuổi theo và chém nhiều nhát khiến anh Long gục tại chỗ. Thấy vậy, chị Hoa vợ anh Long ở gần đó lấy điện thoại gọi điện báo cho gia đình. Thấy thế, Hùng cũng vung dao chém chết chị Hoa, rồi chạy về lán nương giết chết hai nạn nhân nhỏ tuổi còn lại. Sau khi gây án xong, Đặng Văn Hùng về nhà lấy hai khẩu súng kíp và bắt chị Nguyễn Thị Hán, người làm thuê cho gia đình hắn cùng chạy trốn vào rừng. Cho đến sáng ngày 15, vì quá đói khát nên hắn mò xuống bản định trộm đồ ăn thì bị phát hiện và bắt giữ. Vụ án khép lại, kẻ thủ ác đã phải xa lưới pháp luật và chờ ngày ra trước vành móng ngựa để nhận tội. Nhưng đằng sau đó là sự nỗ lực của các chiến sĩ trong quá trình tham gia phá án. Trong cái cuộc sống là cần phải có cái sự chia sẻ, đồng cảm. Bởi vì cái vụ án này nó xuất phát từ một cái mâu thuẫn, tranh chấp về nương rẫy. Cho nên là đối với đồng bào, nương rẫy nó cũng là một cái
điều kiện để đồng bào sống. Thế nhưng mà giải quyết những tranh chấp đó thì cấp ủy chính quyền cũng cần phải quan tâm để chúng ta làm sao phát hiện được ngay và giải quyết được ngay những cái mâu thuẫn tranh chấp. Ở các vùng nông thôn hay các vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay, không ít vụ trọng án hiện nay, nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày giữa các đối tượng nam nữ trong thôn, ở ngoài xã với nhau. Trong vụ án này, chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp nguồn nước để làm nương, Đặng Văn Hùng đã đăng tâm giết chết cả 4 người trong một gia đình. Ngày 21 tháng 9, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái truy tố Đặng Văn Hùng về tội giết người. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, đôi khi chỉ vì những mâu thuẫn tưởng chừng như vô hại mà nhiều người bị quẫn trí, hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến những hậu quả đau lòng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng kể trên thêm một lần nữa cảnh tỉnh lối sống lệch chuẩn của một bộ phận giới trẻ. Muốn kiềm chế được những vụ án mạng xảy ra từ những mâu thuẫn nhỏ, điều cốt yếu là các gia đình, nhà trường cùng với các đoàn thể, tổ chức xã hội phải thể hiện rõ trách nhiệm quan tâm, giáo dục, định hướng cho con trẻ sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, không sa đà vào những thói hư tật xấu rồi phát sinh những mâu thuẫn, va chạm dẫn đến gây án mạng. Chương trình Hành trình phá án tuần này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong những chương trình lần sau.